Ok, xin chào tất cả các bạn. Mắm ngon kìa. Cái này người ta làm nước mắm mà độ đạm cao, khoảng chừng 60 độ đạm á, thấy nó ngọt nó thơm. Còn này chai nước mắm mình hình như là có 35 hay 45 gì à. Vậy hả? Ủa là thường thường hả? Bữa mình mua chai kia là 60 á. Vậy hả? Mà sao tao phải chịu cái nước mắm này kia hơn cái kia? Thì biết sao không, độ đạm nhiều quá nó ngọt ngọt thôi chứ nó không có mặn, còn mà đạm ít thì người ta pha muối nhiều thì nó mặn, cho nên vì ăn cái nước mắm kia gì chấm nó gì thấy cảm giác nó lẹt lắm. Cái phần này mình có tỏi, hành tím, nước mắm. Ui, này mình làm quá. Nước mắm mình không có để muối, cái bột ngọt và đường kêu đủ chất ngắt các bạn. Nước ngập. Hôm qua bị nước ngập. Hôm gầy tình hình ở chỗ các bạn sao rồi? Ở chỗ mình là mấy chợ bán là nghỉ hết rồi. Quán cà phê đồ, quán karaoke gì tới mấy cái tụ điểm để giải trí ăn chơi là đóng cửa hết trơn. Bán vé số thì cũng nghỉ luôn. Trong vòng 15 ngày ở yên nhà không đi đâu hết. Khỏi cắt để luôn. Cái này mình ốp phân nửa thôi các bạn, còn phân nửa mình hồi để mà mình quét lên. Này mình sẽ lót xả với hành để dưới đít đít nồi. À. Cái này mình ướp mình để khoảng tầm nửa tiếng các bạn. Để nó thấm đều gia vị vô. Rồi mình sẽ đem đi hấp. Này mình không có để nước để gì chân á, mình chỉ để vậy đó. Rồi giờ anh Tấn đi hái rau muống lên nặng làm dưa nè. Đắng quá trời luôn. Bữa nào mò ốc đắng làm gỏi một bữa coi. Đắng này ốc bu. Nhỏ. Ừ. Con xích lên trên mé cọng bự nó ra lú ra đó. Ủa chỗ nào nữa? Trời ơi, vậy là chết con rồi hả? Vậy là con ngạn qua ngất ngư rồi. Và xong hết trơn nè. À, từ mí này chai dài vô. Cái này xong hết rồi đó. Cái này là xong xuôi. Ốp 20 phút rồi giờ bắt lên. Bắt lên hấp. Cái thôi không ăn tiêu hết con rồi đó, nước sình nó xuống cái mà... đi nhẹ nhẹ nãy giờ quên chặn, từ hôm qua giờ đụng mới hơi lóng lóng rồi. Ừ. Phải lắp rồi giờ làm lại nữa đi. Không sao, này không sao. Đó mình nấu một nồi nước sôi cái mình lặt ra muống cái mình trụng đó các bạn, trụng theo kiểu vậy chứ mình không để bắt trên bếp.
nó kêu là này là nhúng nhúng nước sôi, trộn nước sôi nước xương nát nó ra xanh có rồi tím có mình muốn xanh nhiều muốn đỏ luôn rồi. Muốn nè ngon lắm nè thọc tay vô bắp luôn mà quay qua quay lại ta có một con gà hấp nước mắm cũng vàng đẹp này các bạn, thơm thôi bắt ngát còn đây là phần nước giấm đường mình để hồi mình làm cái dưa chua còn nước giấm không. Ngâm dưa nó bị ấy luôn. Thời nãy giờ ngâm dưa leo hả mẹ? Ừ, nó có nước luôn. Nhiều nước. Lâu mà ngâm vậy? Nàng thấy rồi. Lâu à. Trời, dưa leo mà mẹ rửa mẹ ngâm cái gì? Quên rồi, để có được cái quên luôn. Nặng nồi này mình ăn cơm đi. Được rồi. Nhiều lắm. Chiều đi làm vườn vô đó bụng. Đó, nhiều rồi à. Nữa đi. Nào làm đồ ăn đã, hồi quên nấu cơm. Còn hồi nấu cơm quên cắm điện. Nấu cơm. Đã cái vỏ chén cơm lên thấy còn nút hầm. Nấu cơm chưa bật nút. Nấu cơm chưa cháy nước. Nấu cơm chưa để nắp. Đủ hết trơn luôn rồi đó. Còn có đủ rồi đó. Đủ rồi. Đủ rồi. Nhìn thấy là chảy nước miếng liền. Mùi thơm, thơm lắm các bạn. Không biết sao chuyện diễn đạt được như các bạn cái mùi thơm đó. Ra ngoài nhìn thấy nè. Còn đây, nước này vô luôn này, đang đem vô cắm. Còn đây là chén muối tiêu đây, hồi mình chấm. Mắm để vô được rồi. Có thứ quý chưa? Chưa. Trời, mấy cậu nghe muốn mà làm nguyên một cái xô luôn. Một cái xô quá khứ thư thư. Vừa đủ luôn. Như là chiếm. Vậy là mình có một xô dưa cải và một xô heo muống. Dưa cải làm chưa? Rồi, ngon lắm. Mình trộn thêm miếng ăn liền dưa chua để mình ăn liền. Ăn với gà cho đỡ ngán. Ăn được cơm mình luôn chú ơi. Vô dở. Vô học gỗ, học gạo còn yên nguyên. À. Rồi, lúc đó ngồi nhìn nha. Giờ ăn đậu phải không? Lúc đó ngồi nhìn nha. Rất là đơn giản hả Trần? Trời, vậy mà đơn giản mẹ. Gà, như gà gì mà đơn giản gì. Gà giường mà đem hấp nước mắm. Gà không, chạy bộ. Không gà nhiều người ở nhà lắm. Cho nên các bạn mà thích món này có thể vào bếp làm với gia đình mình nha. Hôm gà chắc cũng nhiều bạn ở nhà. Tại vì giờ cũng đóng cửa rất là nhiều công ty. Rồi xong mời mọi người dùng cơm với gia đình mình nha. Nay ăn gà. Gà gì mẹ? Gà chạy bộ. Có gà hấp nước mắm. Đừng nói gà luộc nước mắm nè. Không, hấp nước mắm. Các bạn thấy xa xa cái đâu đủ không? Xù đọt rồi. Một cây xù đọt, hai cây đọt xù. Chút rồi. Cái nước muối này mày phải nặng chanh nhiều, nó không có chua. Thế nó không có mặn. Mày nặng ít quá nó mặn. Chấm hơi hơi à.
Rồi, mời các bạn ăn cơm nha, anh ăn cơm với gà hấp. Ủa cái này mày đổ gạo lại hả mẹ? Đổ rồi đó. Gạo còn nguyên gạo hộp cũ. À. Cái này là gạo hôm đó mình mua ăn, hôm đó nay lâu rồi đó, đông nguyên. Còn nguyên hộp à? Ừ. Khô quá. Gạo này phải nhai cho kỹ. Không phải, như mẹ ăn. Tại mẹ trễ hơi ít nước, mẹ không biết mình phải răng. Răng gì không biết. Lăn vào miếng muối. Cái này chắc chú Út quá. Cái gì? Ăn cơm như này nó mát. Mát gửi gửi. Đổ mồ hôi hết trơn à. Ừ, ngon, đổ mồ hôi. Để nằm đó ra nãy giờ the đó ra rồi cay hả? Ừ cay. Ủa nó cay quá. Cay lắm, nó nằm trên này thấm rồi. Có hưởng thụ của bà ba không? Ba không còn bò. Không. Mấy cụ ta? Không. Phải đổi số. Điện hỏi hưởng thụ đi kêu giảm xa lắm à. Thôi bà Nga. Con gái không? Ủa mà bán cho bò hả Dũng? Một. Mà bán đâu? Quê à? Chợ bữa mình đi Tân An đúng không? Quế An, Tân An, Tân An khác. Tân An, nhỏ của mấy quê, của mấy quê đúng không? Ừ. Quế An chỗ mua hến á. Nhớ không? Ừ. Rồi, nhớ rồi. Ủa? Ờ, chỗ mua có đâu kiếm? Tân An. Đâu kiếm, Tân An. Ủa? Tân An thuộc về Trà Vinh. Giờ là mấy cái nhu yếu phẩm với thực phẩm rồi. Này vẫn còn bán thôi. Ừ. Hỏi gì nghĩ chăng? Giữ mấy xanh còn bán. Bán. Cái gì vậy? Không phải. Bên quá xanh. Bên quá xanh. Nhưng mà xe động thì quá xanh. Ừ. Mấy đó ra lúc ra mở cửa hết rồi. Cửa mở cửa tắt quát ra. Không có đóng nữa. Chứ thị giờ mở cửa ra hết. Vô có người đo thân nhiệt. Rồi khử trùng. Dạ không. Nhưng mà cũng bán bình thường phải không? Chứ thị bây giờ có mắt thì còn thì còn. Nào Quynh cơm nghỉ. Quynh cơm ế thì mẹ. Nằm ở dưới này đúng không? Quynh cơm chủ yếu là vô người ta vô chơi ăn uống không? Người có tiền. Nó để cho nhiều người có tiền. Du lịch phải không? Giá chân người nước ngoài. Cá nổi nữa. Nổi ăn không? Đục ra. Hả? Đục nước nổi á. Mình lội nãy á. Hồi nãy nó lắng. Chỗ có động như không? Nhưng mà nó nổi, đục nước nổi. Chứ không sao. Bà cậu đang xuống ăn dần.